Em nói này như này nhé. Ông Lý Quang Diệu là một cái người, ông đã nói bất cứ một nước nào mà khi trong nội bộ mà lục đục thì sẽ là cái miếng mồi ngon cho cơ hội trên nước ngoài, đúng không? Cho những cái bọn nước lớn. Thì em nói này, trong khi mà cái lúc mà Việt Nam mà nó khó khăn ấy, thì chúng nó kêu khổ, chúng nó vượt biên. Thế nhưng mà chúng nó lấy một cái lý do là sống với cộng sản đàn áp hay là này kia. Nhưng mà sau khi mà bị tù tội ấy, thì chúng nó bảo là thôi, cái mà gọi là chúng ta giáo huấn tư tưởng chúng nó, gọi là cải tạo tư tưởng ấy, thì chúng nó cho là tù đi. Nhưng sau đó chúng nó khi mà không bị tù, được coi là một người công dân Việt Nam, sao chúng nó vẫn chạy, đúng không nào? Mà chạy bây giờ thì nực cười là khi đất nước Việt Nam mà người ta đã phải thắt lưng buộc bụng, đến ngày bắt đầu người ta sung sướng tí, bắt đầu chúng nó mới dở về, chúng nó quay về, chúng nói này phải làm thế này, phải làm thế kia, phải giữ nước thế này, phải giữ thế. Ủa sao nó lại nực cười đến khi một kẻ mà thua trận thì lại dạy người thắng trận là cách giữ nước đấy. Một kẻ bất mãn bỏ ra đi, trong khi mà đã được coi là công dân Việt Nam, lúc đó người ta đã hòa giải, người ta không coi các người là phía này phía kia nữa, thì các người cũng vẫn bỏ đi. Cái lúc khổ nhất nước Việt Nam nó khổ nhất thì các bạn này ra đi rồi, bây giờ các bạn lại nói là Việt Nam phải giữ nước, phải thế này, lại phải ôm chân Mỹ đấy, bài tàu ôm Mỹ. Cái việc đó cho nên những cái người thua thì lại dạy người thắng cuộc phải giữ nước và xây dựng đất nước. Nhưng mà thật ra thì cái việc mà ôm chân Mỹ thì bao nhiêu những cái bài học rồi, Việt Nam Cộng Hòa ôm thì cuối cùng nó coi như là một con chó đấy, ông gì của Mỹ đấy, ông nói không thể để cái đầu con chó nó cắn lại cái đuôi con chó. Có phải là người ta nói thẳng như thế khác gì Việt Nam Cộng Hòa là con chó, đúng không? Tại sao lại phải đi ôm, đúng không? Ai ai đơn tay lơi, nhiều khi chết vì cái câu khen. Lý Quang Diệu là một nước tư bản, đúng không? Một nước gọi là đa đảng, nhưng mà có phải trong cái quá trình phát triển người ta vẫn phải độc tài, đúng không? Người ta khen chết vì cái câu khen hào nhoáng. Thế tại sao mà Việt Nam Cộng Hòa mà khi Mỹ nó không tài trợ thì lại chết? Ước mơ gì, ước mơ cái kiểu đấy, đúng không? Không đứng vững trên đôi chân của mình, không tự đi bằng đôi chân của mình. Mỹ nó sinh ra mà 21 năm vẫn đòi bú mớm, không bú mớm là chạy theo bám mông, đúng không? Thế thì gọi gì là cái việc mà gọi là giàu có hay là phát triển được, nếu khi một khi người ta được phát triển, nuôi cùng lắm nuôi mày đến 18 tuổi, đây nuôi đến 21 năm vẫn vẫn đòi bú mớm, khi mà nó không không tài trợ cho nữa là sụp đổ. Chính cái thằng Nguyễn Văn Thiệu nó nói tài trợ đến đâu thì giữ giữ Việt Nam Cộng Hòa đến đấy, mà không tài trợ là rời khỏi dinh độc lập luôn. Cái việc đó có phải là việc nhục nhã ê chề không, mà ngay trong cái nội khối của cái Việt Nam Cộng Hòa ấy, như cái chủ đề anh Bằng nói, bất ổn thì không bao giờ phát triển được. Miền Bắc nào đánh phá, có phải là Việt Nam Cộng Hòa không thể yên lòng dân không? Tao cứ cho là chúng mày ra đời được vì cái sự lật cái tổng tuyển cử, chúng mày ra đời bị Mỹ nó dựng lên, nhưng chúng mày không lấy được lòng dân, thì chính là cái quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tao cứ nói là họ là dân của chúng mày không thể làm yên được lòng dân, đúng không? Thì tự nhiên là nó có chiến tranh. Nhưng mà cái lý luận của chúng mày là cái lý luận của con vật, vì cái nước Việt Nam là một, sông núi Việt Nam là một, cái bản đồ Việt Nam nó là hình chữ S, chứ không phải là có lại Việt Nam một, Việt Nam hai. Nên chúng mày đừng có lấy tính con thú ra nó so với cái bản chất con người Việt Nam. Làm gì có cái chuyện là có Việt Nam một, Việt Nam hai như là đội bóng là thế nào? Anh Lan Hoàng với anh Phong có nghe cái tụi nó hay đam chỗ này nè mấy anh. Tụi nó hay nói là tại sao mà cứ đi tối ngày đi chửi Mỹ, mà tại sao đi xài Facebook của Mỹ? Ủa em nói, ủa cái Facebook là cái khoa học kỹ thuật thì tất cả người dân trên thế giới đều được quyền xài chứ, làm sao bây giờ phân biệt là người cộng sản không được xài, người tư bản chỉ được xài thôi hả? Làm gì có cái luật gì kỳ cục quá vậy? Lạ lùng. Cái đó là cái đó là cái thành tựu chung của nhân loại chứ không Cái của riêng sản ai phẩm trí tuệ mà cái à. người người ta tạo ra cái sản phẩm trí tuệ, người ta mong muốn càng nhiều người dùng càng tốt. Cái việc đấy chúng nó chỉ là cái bọn thiểu năng trí tuệ, chúng nó mới nghĩ ra được những câu nói.
Nước Mỹ giàu có thì cũng không thể nào mà sản xuất được tất cả các cái vật dụng để mà sử dụng, cũng phải nhập hết, sản xuất cái này nhập cái khác rồi bán ra cái này ra là mua cái khác về xài, chứ không ai mà tự cung tự cấp được hết, kể cả nước Mỹ. Thì tôi xin nãy có nhiều cái comment mà nãy gì Ngô Minh Dũng á thì đang kiến nghị anh Bằng tổ chức một cái khóa tập huấn 1 tháng để Ngô Minh Dũng đăng ký học nha, đăng ký học là cái cách mà để lên tham gia diễn đàn nha. Các cháu đầu óc trầm tiêu quá. Cái diễn đàn nó đơn giản, hai ba 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 cái ấn ngón tay thôi là lên được rồi, mà không biết đường lên chắc phải tổ chức tập huấn đồ còn sao nha, kém cỏi quá. Ô Thế Minh mà nó Dũng là bút đổ rồi đòi, thế mà nó đòi lật đổ Đảng Cộng sản. nói mê Biden rồi. Taylor này, Biden Taylor với cả bút đỗ này, cái sự mà chúng mày tư bản tư viết thì mà dùng nhiều nhất mà bây giờ mọi người mà hưởng ứng nhất nhưng ít nhắc đứng nhất đấy, mà nó thực tế mà chúng mày được hưởng ấy là cái gì chúng mày biết không, của xã hội chủ nghĩa, của cộng sản chúng mày, là lương hưu, là welfare, là phúc lợi xã hội chúng mày đang dùng của xã hội chủ nghĩa đấy, của tư bản đấy mà chúng mày thì dùng của xã hội chủ nghĩa đấy, mà cái đấy là thiết thực nhất chúng mày đang dùng hàng ngày, sao chúng mày không ném những cái đấy đi đi, tư bản nguyên thủy nó làm gì có những cái đấy, làm gì có lương hưu, làm gì có phúc lợi xã hội, làm gì có bảo hiểm, làm gì có bảo hiểm y tế, hả, làm gì có welfare chúng mày được, đó là của xã hội chủ nghĩa mà chúng mày đang dùng hàng ngày hàng giờ bây giờ đấy, nếu chúng mày tẩy chay cái xã hội chủ nghĩa chúng mày vứt ngay cái đấy đi, nhà nước có cho chúng mày đừng có nhận nữa, đúng không, chúng mày đang dùng hàng ngày, còn Facebook này có thể chúng ta không dùng, chúng ta quay ra Zalo, quay ra cái khác cũng được, tức là nó nhỏ hẹp hơn nhưng cũng vẫn được, nhưng cái kia nó là thực tế chúng mày ngày ngày đang dùng của xã hội chủ nghĩa, chúng mày dám dũng cảm bây giờ bảo tao không thèm nhận lương hưu, tao không thèm bảo hiểm y tế, tao không thèm phúc lợi xã hội, chúng mày có dám không, cái đấy là của xã hội chủ nghĩa, của cộng sản nó sinh ra, chúng mày đang dùng có nhục không, nhưng mà tao phải nói là đấy là theo nghĩ theo cái cách của chúng mày thôi, còn cái việc mà cái gì nó là cái trí tuệ của loài người mà nó mang lại cái lợi ích cho loài người thì không ai người ta dùng một mình cả, người ta đều mong muốn được phổ quát phổ cập hết. Anh là gì, ai đang say lơ hả? Đấy, Nam cái câu này cho nó biết, năm 1945 ở Việt Nam cũng có độc lập rồi, sau khi Nhật đầu hàng đồng minh cớ sau ông Hồ còn đưa cộng sản về nước gây ra chiến tranh, là câu đi biết nó ngu như mức độ như nào, Kiến thức này không 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 thể tả được anh Bằng ơi. Nam không trả lời. Dạ ở thì nói chung thì cũng không muốn trả lời, nhưng mà để cho anh Aidan Taylor này rõ hơn để thì cũng nói sơ qua thôi, để biết Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước năm thành lập Đảng Cộng sản năm 1930 là Aidan Taylor, và 15 năm lãnh đạo đất nước đó thì mới có được cái ngày năm một ngày 30 tháng 4 năm 19 ngày năm 1945 là mọi ngày gì thắng Nhật đó, ngày mà Việt Nam khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đó. Thì cái câu thứ hai thì tự nhiên nó lại gọi là ông Hồ đưa cộng sản về nước. Cộng sản đã có từ lâu rồi, trước năm 1945 rồi, Adolf Hitler. Đảng Cộng sản đã được thành lập năm 1930, mình nhớ điều đó. Sau 15 năm lãnh đạo thì dân tộc Việt Nam đã có cái ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đó, hiểu không? Đơn giản nó cho chơi vậy thôi. Cái việc này thì cái Đảng Cộng sản đưa về nó đã nói sai rồi. Cái thứ hai nữa là cớ sao ông Hồ còn đưa cộng sản về nước gây ra chiến tranh, tao cứ nói là nói sai cái mốc đưa về đấy, nhưng mà tao hỏi mày từ năm 1945 đến 1954 là chiến tranh với ai, đúng không, mày phải hiểu có chiến tranh với ai, chiến tranh với Pháp mới quay lại đô muốn đô hộ lần nữa chứ chiến tranh với ai, cái không có cộng sản thì
những ai sẽ đánh Pháp đuổi Nhật ra khỏi cái đất nước này để có cái nền độc lập thực sự. À. Còn cái vấn đề Nhật nó thua đồng minh, nó đầu hàng đồng minh, nó về nước, nhưng Pháp nó vẫn còn đang hiện diện ở trên đất nước Việt Nam, đúng không? Khi mà Nhật hất Pháp ấy, thì Pháp nó còn đang ở trên Việt Nam, Nhật có đi thì Pháp nó lại vào. Thế từ 1945 đến 1954 là Cộng sản đánh nhau với ai? À? Mày có biết là đánh nhau với ai không? Đánh nhau với ngụy đu đít Pháp, mới cả đánh Pháp để cho Việt Nam, những người dân, nông dân Việt Nam khỏi phải làm nô lệ. Để những người bị cường hào ác bá nó áp bức bóc lột có ruộng để mà cày. Chứ mày tin là Nhật nó đầu hàng đồng minh, nó trao trả thì là độc lập thực sự chứ. Trong khi cái chính quyền của ông Trần Trọng Kim ấy, có đủ cái yếu tố để làm một chính quyền không? Hay là quân đội hay chính trị này vẫn do Nhật, do Pháp nó điều khiển? Không hiểu lịch sử ấy, thì phải nói thì ngồi yên bảo các cụ ơi thế này thế kia. Con chưa không hiểu thì các cụ nói cho con nghe. Đấy này, xin lỗi. Bây giờ mình trả lời một cái ấy, Lan Hoàng trả lời như thế là đúng. Tôi nói với anh Cây ơi này, năm 1945 thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập. Nhật rút khỏi, đúng không? Nhật đầu hàng xong đồng minh rút khỏi. Nhưng mà tao nói về như này, Pháp, như Lan Hoàng nói, Pháp vẫn ở Việt Nam. Mà mày mình biết đâu, cái đoàn của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng sang Montenegro, sang Pháp, mà Bác Hồ là cái khách mời danh dự của chính phủ Pháp sang bên đó. Cái hồi đó đất nước Việt Nam chỉ muốn hòa bình, muốn độc lập và muốn ấy thôi, chứ không muốn chiến tranh gì cả, hiểu không? Nhưng bọn Pháp ấy, thì nó cứ muốn đô hộ Việt Nam, nó không công nhận cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy nhiên Bác Hồ đã nhượng bộ về cái chuyện này, tức là chỉ cần Pháp công nhận đất nước Việt Nam là một đất tự do nhá, chứ không phải độc lập, là một đất nước tự do nằm trong cái khối Liên Hợp Pháp, nhưng mà thằng Pháp vẫn không chịu, vẫn không chịu, nó vẫn cứ tức là như cái ách đô hộ của Pháp ở Việt Nam, nhưng cứ không công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Do vậy cho nên Bác Hồ phải quay trở lại. Và Bác Hồ kêu gọi một cái câu như thế này: chúng ta càng nhân nhượng thì giặc Pháp càng lấn tới. Do vậy chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ, chứ không chịu mất nước. Mày hiểu chưa? Bây giờ cái rồi là cái... Nó nói là nếu như ông Hồ không đưa Cộng sản về, đúng không? Thay vì đưa Cộng sản mà đưa chế độ tự do dân chủ về, các bác nghĩ sao? Nói cho thằng đần Tyler nghe này. Bác Hồ đã rất nhiều lần muốn hợp tác với Tổng thống Mỹ nhé, để mà đưa cái dù bác là một người cộng sản quốc tế, nhưng bác lại là vì cái tinh thần dân tộc rất là nhiều, cho nên là bác đã muốn hợp tác với Mỹ. Nhưng mà viết thư vài lần rồi thì mày là một người hiểu biết thì mày sẽ biết cái điều này. Mấy cái thứ hai nữa là để làm sao mà cái nền dân chủ ở Việt Nam sẽ có, nếu như cái thằng chết đường chết chợ Ngô Đình Diệm ấy nó không phá bỏ tổng tuyển cử, thì Việt Nam ít nhất là có 4 đảng. Tại vì thời đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là có 3 đảng, thêm đảng của ông Diệm nữa là 4. Thì tao chắc chắn là cũng có cái nền tự do dân chủ. Nhưng mà khổ cái ông Diệm nó lại muốn bu đít thằng Mỹ, nó lật đổ Bảo Đại, đấy, nó lại phá bỏ tổng tuyển cử. Thì Cộng sản thì người ta buộc phải làm theo cách của Cộng sản. Còn như mà chính thức ra ấy, thì Bác Hồ đã viết thư mấy lần cho Tổng thống Mỹ rồi, và nhưng mà tiếc rằng là sau này ông chết, và cái lựa chọn tốt nhất là Cộng sản phải theo Cộng sản quốc tế thì mới đánh được. Chứ còn các bậc tiền nhân chúng ta chống Pháp theo cách của tiền nhân chúng ta, người thì cầu viện Nhật, người thì làm theo kiểu là bạo động nhỏ, nó rất là khó. Thì Việt Nam đã cầu đến cái Tổng thống Mỹ công nhận cái nền độc lập Việt Nam, rồi viết thư mấy lần, Bác Hồ viết thư 3 lần thì không được, đúng không? Thì phải buộc dựa vào Cộng sản quốc tế. Nhưng mà cái cách của Bác Hồ đến mức mất mà ơi, cái mất ăn bằng ơi. Không bao giờ thắng tính. Thì bây giờ mày thấy không? Đâu là thì nó là tà. Chính quyền Mỹ Sài Gòn là tà, đúng không? Thì bây giờ mới thua chính. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930 ra,
cái mục tiêu đầu tiên là phải đánh đuổi cái bọn xâm lược ra khỏi đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam phải do người Việt Nam tự quyết, đúng không? Chứ không phải là do cái bọn Pháp, bọn Mỹ, bọn nào cả. Chính quyền sẽ cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa là tay sai, là do Pháp để ra và cuối cùng làm tay sai cho Mỹ, đúng không? Năm 1956 nếu mà tổng tuyển cử thì kể cả bên ví dụ chính bên bên cộng sản thắng hoặc là bên Việt Nam Cộng Hòa thắng thì cái đất nước Việt Nam là do người Việt Nam làm chủ, đúng không? Nhưng mà chúng mày có như là cái bọn Mỹ, bọn Pháp nó mới phá hoại cái hiệp định Geneva, cái thằng ngu. Cái ông ai đó là giải phóng dân tộc. Mà hiện nay khi mà chọn cái chủ nghĩa cộng sản hoặc là chọn chủ nghĩa Mác Lênin theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện nay một cái chương trình nào đó tao sẽ phân tích rất là đúng đắn, vì hiện nay đất nước Việt Nam mới có 20 năm nay rồi và đã phát triển đến một mức độ như này rồi. Bây giờ tao hỏi mày, cái tốc độ phát triển của Việt Nam hiện nay thuộc dạng cao nhất thế giới. Mày biết được tốc độ phát triển là cái gì để đánh giá không? Đất nước Việt Nam hiện nay rất yên bình, đúng không? Phát triển, và cái vị thế của Việt Nam hiện nay là rất là cao trên cái trường quốc tế này. Tất cả các nước ở trên thế giới này đều đánh giá rất cao Việt Nam. Các tổ chức kinh tế đều đánh giá rất cao Việt Nam. Thì bây giờ mày còn nói gì nữa nào? Mày có một cái lý luận nào đấy lên đây. Bây giờ sai hay đúng thì không biết. Bây giờ mày phải biết rằng là hiện nay những người dân Việt Nam như nào, đất nước Việt Nam hiện nay như thế nào. Đó. Rồi xin mời Tấn Phát. Dạ. Cái ông Adelaide này hình như ổng không có biết gì về đế quốc chủ nghĩa anh. Ổng nói là năm 45 á, là nếu mà lúc đó là độc lập rồi thì ông Bà Hồ đem về làm gì. Thực ra mà nói, nếu không có Bác Hồ và không có những cái lãnh tụ khác ở trong các khu vực á, người ta nổi dậy, người ta chống lại cái những cái đế quốc đó thì làm gì mà có độc lập. Tất cả các nước từ Indo, từ Việt Nam, Lào, Campuchia, người ta phải đứng dậy, người ta đấu tranh để giành cái độc lập đó, chứ đâu phải là ngồi không ăn. Mày có bảo là miền Bắc có độc lập từ năm 1954, đúng không? Thì từ năm 1954 đến năm 1975 thì làm cái gì? Nếu mà Mỹ không đưa quân vào Việt Nam, đúng không? Thì Việt Nam đã thống nhất rồi. Đó, không có sự can thiệp của Mỹ, của Pháp. Thì Việt Nam đã coi như năm 1956 tổng tuyển cử rồi. Cái chiến tranh nó kéo dài đến năm 1975. Nước Việt Nam là con số 0. Đúng không? Có phát triển không? Không phát triển một tí nào cả. Rồi là đến sau năm 1975, lại chiến tranh đến năm bao nhiêu? Mày biết không? Lại đến coi như năm 1990 thì mới là mới đánh nhau với Trung Quốc, coi như mới kết thúc. Và Mỹ mới bỏ cấm vận năm 1995. Và Việt Nam mới phát triển từ năm 2000 đến bây giờ mới là được 20 năm. Thì mày nhà hỏi cái câu gì? Mỹ cấm vận thì làm sao? Tại sao phải đánh Mỹ gì? À, vì Mỹ xâm lược đất nước Việt Nam. Cho nên là những người dân Việt Nam phải đánh đuổi Mỹ ra khỏi đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam phải do những người Việt Nam tự quyết. Đảng phái nào không quan trọng. Cái đảng nào mà đưa đất nước Việt Nam tiến lên độc lập tự do, người dân sống trong hạnh phúc, thì cái đảng đó được những người dân ủng hộ, đúng không? Bây giờ mày nói bảo là coi như Mỹ, tại sao vậy? Mày biết thời đại 4.0 các nước phát triển là phải có giao thương buôn bán với nhau. Chứ bây giờ cái thằng Mỹ nó to như thế, tất một số nước phát triển đấy, ví dụ Nhật, Nam Hàn, một số nước đấy, đúng không? Thì nó không buôn bán Việt Nam nữa, không làm ăn Việt Nam nữa thì làm sao Việt Nam phát triển? Cái thời đuổi này nó phỏng rồi. Thật ra thì em nói anh Vàng, cái thằng Tyler nó rất ngu. Nếu mà không có từ 1945 ấy, đến 1954 cái giai đoạn mà đánh thắng Pháp ấy, thì cả cái Đông Dương này vẫn phải làm nô lệ cho Pháp, chứ không riêng gì Việt Nam. Chỉ cần một cái trận đánh Việt Nam ở Điện Biên Phủ đã giải phóng được cả các cái nước Đông Dương này, và đã làm cái ngọn lửa cho cả cái thế giới tiến bộ này, nó đứng lên, nó giải phóng khỏi cái chế độ thực dân. Không thì nói thật, nếu mà Việt Nam mà không có cái giai đoạn đấy ấy, thì có khi thế giới này còn nhiều nước còn đang phải chịu cái nạn của Pháp, nó vẫn còn cai trị hết cái bán đảo Đông Dương, rồi là các nước ở châu Phi, rồi là đấy, thằng này nó rất là ngu. Còn riêng ông Diệm ấy,
nó nói là ông Diệm chỉ có 10 năm mà nói cho cái ông Lý Quang Diệu phải mơ ước ấy. Thằng này nó bị ảo tưởng quá cao. Một năm nó nhận bao nhiêu tiền tài trợ thôi, những cái chuyện nó bỏ đi. Nhưng mày nói như thế thì mày cứ nghĩ lại đi. Bây giờ mày mang cái cờ Mỹ trên avatar thì mày chắc cũng biết đến cái đất nước Mexico nó được giải phóng, được độc lập từ bao năm nay. Sao nó cũng vẫn phải chạy sang Mỹ, phải xây bờ rào với Mexico. Mày nói thì nó ngu vừa thôi. Bây giờ ví dụ như đất nước Philippines, đúng không? Cơ khoảng gần 100 năm nay rồi, đồng minh của Mỹ đấy, thì hiện nay Philippines sao? Nó biết cái đất nước Mexico tại sao phải xây tường rào Mexico để ngăn cái làn sóng di cư lao động bất hợp pháp sang Mỹ. Còn nó ngu đấy mà nó không biết. Nếu mà comment mấy anh, nếu mà comment mà thấy ngu á, nhưng mà thật ra em thấy trong những dòng comment của thằng đó, cái tư tưởng nô lệ nó toát ra hết rồi. Từng câu từng chữ lúc nào cũng nô lệ, là phải thuộc Mỹ, là phải theo Mỹ, là phải dưới trướng Mỹ, câu nào comment cũng vậy hết à. Nó để cái cờ Mỹ đó, mà. Chắc... Em nghĩ là cái thời gian mà nó dạ, cái thời gian mà khát nước chắc cũng phải hơn nữa đó, 45 năm ít lắm, thời khát nước còn phải nhiều nữa chứ không phải vậy đâu. Nói chung là xuống vừa đọc mấy comment của Taylor này á, thì trong đó có cái comment nói là ông Diệm cần 10 năm mà Lý Quang Diệu mơ ước, ý nói là xây dựng miền Nam Việt Nam là họ Ngọc Viễn Đông quá à. Cái câu này thì mình hiểu rồi, nhưng mà cho hỏi Taylor nè, khi mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa tồn tại á, thì đã làm được cái gì để cho cái miền Nam Việt Nam giàu có? Ví dụ chúng ta cần, nếu mà một cái đất nước giàu có thì chúng ta phải sản xuất ra cái hàng hóa gì đó xuất khẩu và đem ngoại tệ về, thì cái đất nước đó nó mới giàu được. Vậy thì Taylor chỉ cho tôi coi sau hơn 21 năm tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa thì đã làm được cái gì, hay là cái lúa gạo của cái đồng bằng sông Cửu Long nó mênh mông vậy mà còn phải đi nhập gạo của Thái Lan về ăn kìa. Trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa mà nói về kinh tế thì nói thật ra chỉ có vài triệu, một số nhỏ người Hoa. Tôi nói ông như này, nếu mà miền Nam giàu có, miền Nam như thế khác, phát triển gì cả, nhân bản thế này khác, thì những người dân ở miền Nam người ta tham gia cái gọi là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này là chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam làm cái gì mà người ta tham gia đấy, người ta không có lương, người ta không có một cái gì hết đấy. Ở đấy đó là cái chính nghĩa đấy, đó là cái tinh thần giải phóng dân tộc đó. Vậy tại sao cái dân Củ Chi ở kia cách thành phố Hồ Chí Minh, cách Sài Gòn mới 30 cây số, người ta đào địa đạo, người ta quyết tâm, người ta coi chiến đấu với bọn Mỹ hả? Em xin tiếp lời nè. Tyler không trả lời được thì mình trả lời Tai Phương Nơ hộ một câu để chứng tỏ Lam Phong nói sai. Trong 21 năm Việt Nam nhiều thì không nói, nhưng mà làm cái dịch vụ giải trí là hơn Thái Lan, đĩ điếm rồi là các kiểu kiếm tiền là hơn Thái Lan. Đến nói đó. Chính quyền tồn tại đến bây giờ ấy, thì chuyển giới với khu phố sung sướng ấy, thì nó phải nhiều hơn Thái Lan rất là nhiều, mà du lịch có khi khách du lịch là vào là chơi gái chơi đĩ là nhiều, làm được cái việc đấy là nổi tiếng hồi đó, làm suy thoái. Mình tiếp lời Lan Hoàng cái nè. Mình cũng tính nói cái việc mà miền Nam ngày xưa á, giàu á, là theo một cái số liệu mà thống kê á, thì khoảng 90.000 coi như là gái đó, và chúng ta gọi là làm gái bây giờ đó, để phục vụ cho các cái quán bar vũ trường, là đại khái là cho lính Mỹ là chủ yếu. 90.000 mà tính tỷ lệ bình quân là cao gấp 30 lần dân số nha, hiện tại nè. Đó, trong nước nào cũng có gọi là gái điếm thì nước nào cũng có, nhưng mà cái thời đó so với bây giờ là cao gấp 30 lần. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ cộng sản họ vẫn cấm, không cho phép. Thì cái chuyện mà có cung thì có cầu thì sẽ có cung, thì ở đâu cũng có, nhưng mà hiện tại cộng sản Việt Nam vẫn cấm và không cho phép được tồn tại. Nhưng mà ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa công khai mà, đâu có ai cấm đâu.
Thì nói như anh Lao Hạo mới nói, nếu mà còn tồn tại tới giờ thì Thái Lan phải gọi bằng cụ. Thời đó mà còn mặc mặc quần chip đi ra đường, gái còn mặc quần chip vén váy lên đi ra đường, mà bây giờ nếu mà còn tồn tại tới giờ thì chắc khỏi mặc cái gì luôn. Gần nửa Nói thế kỷ chung thì chắc là là thuộc dạng đánh giá về một cái dạng là để chuồng luôn gì rồi. ai nhạc tình này, cái thằng này là cái thằng Thanh Lovato ở bên đấy nhá. Hiện nay cộng sản Việt Nam được phần lớn những người dân Việt Nam ủng hộ, phần lớn những người kiều bào người ta ủng hộ, thì chúng mày mày có 1 tỷ năm nữa cũng không lật đổ được Đảng Cộng sản nhá. Còn mày á, thằng Tuấn ơ thằng Thanh Lovato ở mày ở quê Phú Thọ, mày chết mẹ mày bên Đài Loan thì nhá, đừng không bao giờ mày thò mặt về Việt Nam đâu, mày thò mặt về về coi như À, là mày sân bay là mà mày cái thằng bolero bữa lên anh bạn, hả? cái thằng bolero bữa Đúng rồi, đúng bên rồi, cái gì à, đúng rồi, nó là cái tại nhà nó máy bữa đó lên nó kêu là Đài Loan là bị thiên tai chết gần một nửa dân số, biết nó lấy cái số liệu ở đâu của cái đám chống cộng này, thì số liệu của nó mày, thì vớ vẩn cũng. mày tao nói mày bây giờ được, mày cũng chưa tổng kết được cái người nhà vùng quê theo Việt Cộng hay là những người thành phố theo Việt Cộng, mày hiểu không? Nhưng mà những người dân miền Nam người ta đứng lên, người ta mà coi như lật đổ cái chính quyền ngụy Sài Gòn thì mày thấy như thế nào, đúng không? Thế tại sao người ta phải đứng lên, đúng không? Bây giờ ví dụ tất cả miền Nam này sống sung sướng tất cả các thứ, người ta không có cái lòng tự hào dân tộc, người ta không muốn Mỹ cai trị đất nước Việt Nam thì người ta đứng lên làm cái gì?